Tối nay, U22 Việt Nam sẽ đá trận chung kết SEA Games 30 sau tròn một thập kỷ chờ đợi. Trước ngưỡng cửa này, nhiều người hẳn không thể quên được ký ức 10 năm trước trên đất Lào khi Việt Nam cũng lọt vào trận chung kết nhưng lại thất bại 0-1 trước Malaysia. Hình ảnh bóp cổ Tấn Trường của huấn luyện viên Calisto khi đó đã ám ảnh hàng triệu cổ động viên Việt Nam và cho đến giờ vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng nào. Sau suốt 10 năm chịu oan ức từ người hâm mộ và truyền thông, lần đầu tiên Tấn Trường lên tiếng giải bày về sự việc này. Tấn Trường bộc bạch: lúc đó Trường bị chấn thương vai, trật khớp vai và đứt luôn dây chằng, nhưng Trường vẫn tiếp tục thi đấu. Khi về nước, Trường bị chỉ trích rất nhiều. Mọi người nói rằng tại sao Trường ích kỷ như thế, không chịu ra sân, cố gắng ở lại làm gì để đội nhà thua. Nhưng thật sự lúc đấy Trường đã ra ký hiệu thay người. Nhưng sự tin tưởng của huấn luyện viên Calisto và tất cả các anh em cầu thủ dành cho mình, họ liên tục động viên Trường tiếp tục thi đấu. Ngay cả bác sĩ vào sân chăm sóc Trường cũng nói rằng, em có thể cố không? Do sự chênh lệch giữa Trường và thủ môn ở ngoài nên toàn đội đã đặt niềm tin tuyệt đối vào Trường. Thực sự lúc đấy Trường không thi đấu được do cánh tay của mình hầu như không hoạt động. Lúc đấy bác sĩ nói với Trường rằng, anh có cách giúp em đứng trong khung thành được mà em mất cảm giác đau. Sau đó họ tiêm thẳng một mũi thuốc tê trực tiếp vào vùng chật khớp. Sau khi tiêm, Trường không còn cảm giác đau nữa, tay có thể nhấc lên nhấc xuống. Ở thời điểm đấy, bác sĩ bảo tôi chỉ bị chật khớp, nhưng sau khi về kiểm tra thì Trường bị đứt dây chằng. Và hầu như người hâm mộ không biết chuyện này, họ chỉ biết rằng kết quả của trận đấu là chúng ta thua Malaysia. Đối với Trường, thăng trầm lớn nhất trong sự nghiệp là ở SEA Games 2009. Khi được hỏi về tình huống huấn luyện viên Calisto có hành động bóp cổ Tấn Trường, thủ môn 33 tuổi giải bày: ở thời gian đấy, mọi người đều nghĩ rằng thầy Calisto đang bóp cổ Trường, nhưng mà thật sự trong hoàn cảnh ấy, Trường đang bị ức nhưng không thể nào khóc được mặc dù rất muốn khóc. Trường đứng lên và đi vào phòng thay đồ. Huấn luyện viên Calisto mới lại gần, đè Trường xuống và nói rằng bằng tiếng Anh: mày phải ở đây, phải chứng kiến cảnh này, thất bại này, mày mới là người đàn ông. Sau đó Trường khóc và thầy Calisto ở bên an ủi mình. Khoảnh khắc ấy thì không phóng viên nào chụp lại hết. Nhìn vào bức ảnh ấy, ai cũng nghĩ rằng thầy Calisto đang bóp cổ Tấn Trường vì lý do là Trường không ra sân hay là Trường làm thua tình huống đấy, nhưng thật sự thì không phải thế. Đây là lần đầu tiên Tấn Trường giải thích về câu chuyện này trước truyền thông. Như vậy đã có thể minh oan cho chính anh và cho cả huấn luyện viên Calisto khi ấy. Quá khứ thì cũng đã qua, chúng ta hãy hướng về tương lai và tin tưởng rằng lứa cầu thủ hiện tại nhất định sẽ làm nên chuyện. Hãy đồng hành và cổ vũ cho các cầu thủ của chúng ta nhé!